Hi, xin chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Vua Đời Dò. Bên đối viên Tàu Lao, chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lao Tali. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Đây là những ngày đầu tháng 8, Đại Lâm hiện tại đang có mặt tại thành phố Hà Tĩnh. Trước mặt Đại Lâm là hotel khách sạn Đại Bàng 4, 3 sao. Đại Bàng 4, 3 sao, 4 sao vậy nha các bạn, 4 sao vậy đó. Hiện tại bây giờ khoảng 9-10 giờ sáng thôi. Nhưng nhiệt độ của thành phố Hà Tĩnh, đặc biệt là miền Trung, hiện tại bây giờ là khoảng 37-38 độ C. Đại Lâm ra Hà Tĩnh lần này để cùng các bạn, các anh em fan hâm mộ và tất cả mọi người tổ chức giải bóng chuyền Mỹ Anh 44 tại số 16B phường Đông Lộ. Xin lỗi các bạn, 16B Đông Lộ, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh nha các bạn. Các bạn thấy không? 9-10 giờ sáng mà cái nắng khủng khiếp của Hà Tĩnh như thế này rồi các bạn ạ. Thật sự người dân Hà Tĩnh tình thương mến thương, rất tuyệt vời. Và các bạn hãy cùng Đại Lâm, Tú MC, Dũng Lai cà phê sáng nha. Đại Lâm đang cùng Dũng Lai, Tú MC đang uống cà phê bé Trang gần sân vận động trước đây mà giải Nam Sport sân bóng chuyền của nhà văn hóa Thạch Linh, Nam Sport. Cà phê bé Trang. Các bạn thấy không? Cái nắng nóng 37-38 độ C của Hà Tĩnh quá rát, quá nóng các bạn ạ. Thật sự người dân Hà Tĩnh chịu nắng, chịu bão, thật sự quá khó khăn, vất vả cho người dân miền Trung Hà Tĩnh, đặc biệt là Hà Tĩnh nha các bạn. Quê hương của Mỏ Hồng, Đức Hạnh, Lê Văn Thành. Đấy là Hà Tĩnh mến yêu. Xin mời các bạn cùng Đại Lâm lên lầu 2 uống cà phê cùng với Tú Si và Quý và Dũng Lai nha. Tú Si ra đây chơi cho đội vật liệu xây dựng Toàn Thắng, còn Dũng Lai chơi cho Digimon Game Diamond. Dũng Lai Ngọc Thân, Dũng Lai Ngọc Thân và Dũng Lai Ngọc Thân và Di Tiến và Bùi Văn Cường. Đấy là cái tem thật sự rất đáng gờm các bạn. Đây là quay chung quay cà phê của bé Trang tại Hà Tĩnh. Một buổi sáng thực sự rất nóng luôn mà, quá nóng, quá nóng. Còn đây là chung quay, các bạn nhìn thấy trang trí thật sự rất tuyệt vời không? Màu sắc cũng rất bắt mắt của quán cà phê bé Trang. Mời các bạn lên cà phê cùng Đại Lâm và Tú MC nhé. Chúc cho tất cả mọi người luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong sống nha. Chuẩn bị cho ngày giải nha các bạn. Cà phê tầng 2. Đây là trên tầng 2, không gian của tầng 2. Một buổi sáng nha các bạn. Ở trên tầng 2 thì có những cây cảnh rất tuyệt vời, mát mẻ nha các bạn. Ngồi cà phê thoải mái nha.
Áo đen, hai chiếc áo đen, quần đen rồi kìa. Hai cầu thủ của miền Nam chúng ta, Dũng Lai và Tú MC, cùng Đại Lâm đang có mặt tại Hà Tĩnh. Đây là các du khách uống cà phê đây, thật sự rất tuyệt vời, và cảnh quan làng cây cảnh quá đẹp. Bạn thấy không, cái nắng 37, 38 độ C của Hà Tĩnh lúc này như thế nào? Thật sự rất nóng, rất nóng. Còn Sài Gòn chúng ta hiện tại bây giờ vào mùa mưa nha các bạn. Hai miền khác nhau rõ rệt, nắng và mưa. Hà Tĩnh nắng cháy da người. Mời các bạn uống cà phê cùng với Đại Lâm, Tú MC và Dũng Lai nhé. Mời các bạn để làm uống chanh leo chanh dây. Còn Tú MC uống bạc xỉu cà phê sữa coi. Dũng Lai cũng như các bạn. Lai Dung uống. Các bạn cũng không biết ở ngoài Hà Tĩnh đặc biệt là lúc nào cũng có quán cà phê như thế này mà hạt hướng dương. Trong Nam mình ít có dùng rồi. Ở đây Hà Tĩnh thì hầu như Hà Tĩnh Nghệ An lúc nào cũng có hạt hướng dương. Vô các bạn. Vô. Chúc các bạn buổi sáng ngày mới sức khỏe vui vẻ nha. Các bạn có biết hiện tại bây giờ Dũng Lai thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Phong độ tuổi trẻ đang lên rất lên. Đặc biệt hôm nay kèo của Dũng Lai hiện tại bây giờ 33 Trương Hồng Dũng thì kèo cột hiện tại bây giờ không có tem nào để nhận, chỉ có riêng đúng cái tem của Trung Trực, Nguyễn Trung Trực, Libero của Sân Đáy Khánh Hòa đã có alo cho Lâm và chính Dũng Lai. Và nhưng thật sự thì Trung Trực cũng không vào Nam được, mà tem của Trường Chấm Bơm và Dũng Lai Hồng Cơ Bắp cũng không thể sang thành San Vinh Khánh Hòa được. Cho nên thật sự cái cuộc chiến này có xảy ra nha các bạn. Mà nói chung thật sự hiện tại bây giờ phổi của miền Nam chúng ta hiện tại bây giờ rất khan hiếm về kèo tay, các bạn cũng biết đấy. Còn hiện tại bây giờ các giải hội làng của Hà Tĩnh rất mạnh, như khoảng 3 tháng trước là ngày 5 tháng 8 tại giải Nam Sport cũng đang gần cà phê Bé Trang này mà Đại Lâm đang ngồi và Tú MC cùng với Dũng Lai, một cái giải thật sự rất đáng gờm, mà đội của Dũng Lai là Dim Diamond, Ngọc Thần Dũng Lai thắng con và Duy Tiến Trường Hai đã vào chung kết với Jun Jit San Thứ và chịu thất bại xếp thứ 3 tại cái giải Nam Sport. Còn lần này là giải của Mỹ Anh ngày 8 tháng 5. Đội tem của Dũng Lai Đem Gam Anh đã tăng cường thêm Bùi Văn Cường nữa, thì thật sự một cái biên trái thật sự rất mạnh. Trước đây là Ngọc Thân qua đánh biên 2, còn hiện tại bây giờ là có Bùi Văn Cường nữa. Thứ gì chịu nổi cho cái tem này các bạn. Còn tem của Tú MC thì của vật liệu xây dựng Nghi Xuân Toàn Thắng, thì các bạn cũng biết giải vừa rồi tại Nam Sport không có Tố MC và cũng đã hạ knockout Trường Chống Bơm Quý MC tài súng. Đấy là cũng thật sự rất đáng gờm cho cái tem vật liệu xây dựng Toàn Thắng hiện tại giờ của Tố MC nha các bạn. Còn cái tem của Vũ Arsenal thật sự đến với giải lần này rất ghê, đó là Sang Miệt Thứ, Lý Quốc Chí Thông, Quý MC, Trường Chẳng Bơm và ông vua Hồi Làng Thạch Đen. Cái tâm thật sự là hầu như là gom tất cả của anh em phủi gần như mạnh nhất của miền Nam. Còn cái tem của Phong Tân Hiệp thì ra đi chơi cho Hưng Mobi, Cẩm Xuyên Quốc Lộ 1A của Hà Tĩnh là Hưng Mobi. Với sự xuất hiện của Somno, Hoài Hận, Nghĩa Đô, Tấn Mãi, đấy là cái tem của Hưng Mobi của Hà Tĩnh. Còn có rất nhiều cái tem nữa như là tem của Kiên Ninh. Tuy nhiên thì có Mỏ Hồng Đức Hạnh và một vài cái tên nữa. Đấy là thật sự rất đáng gờm cho đội của Kiên Ninh trước đây.
Đấy là những hảo thủ của miền Nam và của miền Trung, miền Bắc đã hội tụ về đây chuẩn bị cho cái giải Nam Sport, xin lỗi các bạn, giải của Mỹ Anh 44 tại số 16B Đông Lộ, phường Thành Linh, thành phố Hà Tĩnh. Và hiện tại bây giờ Dũng Lai và Tú MC và cùng Đại Lâm cũng đang có mặt tại đây hôm nay chuẩn bị đón nhận cái nắng nóng 37-38 độ C của Hà Tĩnh. Thật sự Dũng Lai nói nắng cháy da người, Dũng Lai đen quá rồi cháy không nổi nữa các bạn ơi. Rồi chỉ sợ Tú MC thôi, cô bạn gái của Tú MC sợ Tú MC đen thôi. Ok, vô cà phê, vô cà phê lâm kem. Đại Lâm và Tú MC cùng Dũng Lai buổi sáng mời các bạn cà phê vui vẻ sức khỏe nha. Các bạn coi hay xe cho lên. Thì ta bây giờ hầu như các anh em bóng chuyền đã nhiễm Đại Lâm hết rồi các bạn ơi. Hai Đại Lâm nối đĩa luôn. Xe và le, le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Luôn đồng hành. Gom ghế là ghế gom, gom ghế. Thật sự mà nói thì những người con Hà Tĩnh, đất Hà Tĩnh, những người dân Hà Tĩnh thật sự tình thương, mến thương rất tuyệt vời các bạn. Và có những ông bầu, bà bầu của Hà Tĩnh rất chịu chơi, thật sự niềm đam mê và nhiệt huyết quá tuyệt vời về điều này. Thật sự là miền Nam ít khi thấy về điều này, về bà bầu nha các bạn. Ông bầu là nhiều nha. Bà bầu nghe các bạn, nghe Tú MC nói không? Bà bầu trong miền Nam là sắp đẻ không chứ không phải bà bầu. Nắng nóng quá các bạn ơi, thật sự quá nắng và quá nóng. Các bạn nhìn thấy không, Dũng Lai hiện tại bây giờ thứ gì chịu nổi. Ultimate vô hàng, nhớ xe và le, le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Tú MC 1m85, sinh năm 1995, quê Bà Rịa Vũng Tàu, xuyên mộc Bà Tô. Dũng Lai bánh bia sắp chặn bún nước lèo chùa dơi 1m74, thứ gì chịu nổi. Ok, khung cảnh xung quanh thật sự rất tuyệt vời các bạn, lan cây cảnh rồi quá đẹp. Hả? Đây là vàng lan đột biến. Các bạn hay nhất xe và le, le và xe. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Cái nắng 37-38 độ C của thành phố Hà Tĩnh hiện tại bây giờ cháy da người thật sự các bạn ơi, không thể đùa được. Thank you.